Bên mình á là mọi người gửi hàng từ Nhật về Việt Nam là chỉ có 150.000 đồng trên 1 ký thôi nha. Và đặc biệt á là bên mình là có hộ chính sách là đến tận nhà mọi người lấy luôn. Những bạn mà ví dụ như là các bạn ở Hokkaido nè, ở Osaka, Yokohama hay là ở những cái vùng ví dụ như là Nagano, Fukuoka là tụi mình vẫn đến lấy bình thường nha. Đó, và đặc biệt nữa là bên mình á là hàng đi rất nhanh, tụi mình không có trữ hàng. Ví dụ hàng của mọi người khi mà nhận được á, các bạn sẽ thấy là bên mình một khi đã báo cáo, đúng không? Nhầm. Sorry mọi người, một khi đã chụp hình báo cước, báo cân cho mọi người thì chắc chắn hôm sau sẽ là cái ngày mọi người đi thông quan. Có nghĩa là tụi mình không có trữ hàng, có nghĩa là cứ nhận hôm trước là hôm sau tụi mình xử lý tụi mình đi thôi. Và bên mình là 150.000 đồng trên 1 ký nha, và mình lấy tận nhà luôn. Cho nên là những bạn nào mà dùng hàng cồng kềnh nè, ví dụ như hàng to hay gì bình thường mọi người gửi các truyền thống đúng không, là mọi người phải mang ra combini. Hoặc là những bạn nào biết hàng Yamato Sagawa tới nhà lấy thì không có gì để nói ha, còn những bạn khác thì mang ra combini, xong rồi từ combini người ta sẽ chuyển tới kho cho các cái kho vận chuyển đúng không. Thì cái công đoạn của bạn rất là mất thời gian, và thậm chí có những bạn nó có bưng nổi hàng đâu đúng không, đâu có nào bưng nổi đâu. Nhiều khi mấy bạn gửi hàng to không sao bưng nổi đúng không, thì là bên mình đó là sẽ có nghĩa là bên mình sẽ hỗ trợ đến nhà các bạn lấy luôn, và hẹn nhân viên đến trực tiếp nhà mọi người lấy luôn. Và bên mình rất minh bạch về cái vấn đề căn cước nè, ủ lộng tiền cân cũng như là giá hàng tất cả các thứ luôn. Có nghĩa là bên mình mọi thứ đều làm sẽ rõ ràng minh bạch. Còn cái vấn đề thanh toán á thì á là mọi người có thể thanh toán bằng tiền Việt hay tiền Nhật gì cũng được hết nha, là thoải mái luôn. Còn đối với các bạn nào mà muốn gửi hàng từ Việt Nam sang bên Nhật thì cũng tương tự luôn, là tụi mình cũng có chính sách lấy hàng tại nhà luôn nha.